Chẳng cần đến máy bơm, nước ở hộ gia đình này cứ phun ào ào thẳng từ dưới giếng lên. Hơn 10 năm nay, hàng chục hộ dân ở hai tổ 7 và 9 thuộc ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai may mắn sống trên vùng đất mà cứ hễ khoan giếng xuống là nước tự phun lên. Nước cứ sử dụng thoải mái mà chẳng tốn tiền. Vùng đất này có địa hình gần giống lòng chảo, thấp và trũng, mạch nước phía dưới tạo thành một túi nước khổng lồ, khoan xuống là nước tự phun trào. Khoảng 10 năm trước, một hộ gia đình khoan giếng trong vùng đất này và bắt gặp hiện tượng kỳ lạ. Khoan lên bất ngờ là họ cũng không nghĩ là nước lên, nhưng mà khi khoan rồi cỡ chừng nằm tầm cỡ chừng 29 cho tới 30 mét là đúng bây giờ nước trào lên, họ mới biết là nước lên. Thì nói chung là nó cái lượng nước mà khoan tự phun lên thì nó nằm trong cái phạm vi cỡ chừng độ 500-600 mét vuông vậy thôi. Lượng nước này thì không thể hết được. Nước này giờ trong vòng 7-8 năm nay là lượng nước nó cũng vẫn ra đều như vậy luôn, không có giảm. Chỉ có tháng nắng thì nó hơi rút chút xíu thôi, nhưng mà nó vẫn ra thoải mái. Nhưng mà mưa thì nó mạnh hơn. Các hộ dân nơi đây cho biết, độ sâu của giếng chỉ từ 20 đến 30 mét, lúc mới rút ống khoan lên là đã thấy nước trào lên theo, vài giờ sau thì bắt đầu phun mạnh, có giếng nước phun cao tới 1,5 mét. Trước đây có một số hộ dân thấy nước cứ phun hoài thì tiếc nên đã tìm cách bịt lại. Một thời gian sau mở ra, nước không còn phun lên nên bây giờ không còn ai nghĩ đến việc bịt nữa, cứ để nước chảy cả ngày lẫn đêm. Nhiều hộ gia đình xây cả bể lớn chứa nước và cho cả những hộ gia đình lân cận bắt ống dùng chung.